Thấy chưa? Rồi. Thì information nó trên là cái statistic cái gì nữa. Rồi. Đại khái là ví dụ như khi mà đưa ra thông tin chính xác thì người ta có tin tưởng mình nữa không? Không. Bây giờ ví dụ đơn giản thì cô giảng bài mà ví dụ như lỡ bữa đó mà cô bị ngó đó mà cô nói sơ một từ là mấy đứa thấy ấn tượng tốt rồi đó, kiểu kiểu vậy đó. Thì đây là sao? Là các nhà khoa học nhá, họ bây giờ khi mà bạn đưa ra thông tin không chính xác hay là bạn đưa ra những số liệu tầm bại tầm bạ thì nó sẽ ảnh hưởng tới danh tiếng của bạn. Thì chỗ đây ở dưới nó có nói nữa là gì? Một số cái relevant statistics nó đã được help from publication. Rồi, nó ảnh hưởng đến public. Rồi, Ngọc. Để address được vấn đề này, address trong trường hợp này nghĩa là gì, con gái? Giải quyết, tackle. Rồi, để tackle được cái problem này thì cái scientist should turn to expert in gì con? Bây giờ nói là chữ public relation á, là should turn to các cái chuyên gia về mối quan hệ xã hội, quan hệ công chúng á. Chỗ nào? Mối quan hệ xã hội, quan hệ công chúng chỗ nào đây? Trời ơi. Nhưng mà chỗ đây nó nói là kiểu để mà giải quyết vấn đề là kiểu giải quyết danh tiếng thì mình sẽ coi cái đoạn mà hồi nãy nó có cái review danh tiếng chỗ ông Phương Anh nãy nó nói chỗ đó, cái chỗ review cô nghĩ là cái đoạn chỗ review danh tiếng đó. Bởi vì nó đang nói giải quyết vấn đề này mà, có phải là review lại danh tiếng không? Chỗ nào ngạc hè? Review danh tiếng là cái đoạn 1, 2, 3, 4, 5, 6, đoạn 6. Phương Ngọc hay à, chỗ đó là xong chứ còn cô mới nói đoạn như thế thôi. Bao lần là cái bộ phận BR đúng không? Của công ty đó đúng không? Rồi, thì bây giờ ý nó nói là sẽ dựa vô cái sự phân tích của bỏ đến với những cái mà họ chia BR đó. Bây giờ chúng ta nói là các nhà khoa học quen cái khoa học về khí hậu đồ đây nè, cần có một sự giúp đỡ mang tính chuyên nghiệp để review cái danh tiếng lại. Và tệ hơn, không có gì tệ hơn nữa là cần phải follow theo lời khuyên của bà đó. Bà đó là ở bộ phận là PR. Thì bộ phận PR của bà chính là bộ phận Public Relation. Rồi xét tiếp theo là Phương Anh nè. Cái bà nữa, bà đã public ra là cái gì hả? Năm nay nó có cuốn sách vậy hả? Rồi, bà public là cái cuốn sách đó đúng không? Cái cuốn sách đó là cái gì hả? Như là cái gì? Chỗ đây chọn câu G cũng hợp lý hả? Nó giống như là cái nguồn để người ta dựa vào cũng hợp lý. Thế vì sao thầy lại chọn câu D? Là giống như là cái guideline. Chứ cô thấy chỗ đây sách như là cái nguồn cũng hai chứ bộ. Tất nhiên một cái nguồn mình dựa vô cũng ok chứ bộ. Thế vì sao họ lại chọn là guideline? Vì sao họ lại chọn ở đầu một cái hướng dẫn? Bởi vì sao? Trong đó nó có cái gì mọi người? Ở đây nó họ nói là gì? Không còn gì tốt hơn nếu mà bọn gì follow theo cái lời khuyên. Thì chỉ có sách hướng dẫn mới có lời khuyên thôi. Ý là họ là vậy nên họ mới dùng chữ guideline á. Chứ theo cô thấy thì cô thấy cái nguồn cũng ok mà. Nhưng mà chỗ đây ngạc nổi là nó nói là phải follow theo cái advice, follow theo lời khuyên nên nó nói là guideline. Rồi và cái cuối cùng là cái A, là trong số những cái đó. Bây giờ kiện nè, cái Ganis Rock này sẽ check rằng
các nhà khoa học về climate change này confront their cái gì đây hè? Rồi, vì sao hè? À, cái chữ confront là họ sao hè? Họ confront là họ sao hè? Họ xoa dịu. Thế bây giờ cách tốt nhất là những người này nên xoa dịu. Thế chỗ nào nó nói là họ xoa dịu hè? Muốn xoa dịu thì phải xoa hè. Hồi nãy nó có cái đoạn mà bị định kiến đó, coi hỏi cái chỗ đoạn định kiến nó có cái giúp đỡ bớt bớt định kiến đi không? À, nó có chữ conceding gì đây nè, nhượng bộ nè. Cái đoạn hồi nãy mà cái đoạn định kiến nãy đó. 1, 2, 3, 4. Đoạn số 4 bên trang 71 đó nè. Cái đoạn số 4 đó kìa nè. Đó thì important để mà họ engage với những cái critics đó đó. Là nghĩa là gì kìa hè? Họ engage vô có nghĩa là họ sao hè? Họ engage vô cái sự đánh giá đó nghĩa là họ sao hè? Mình hiểu á, mình hiểu nghĩa là họ sao? Họ sao? Họ chống lại hay là họ tìm cách suy xét để mà họ giải quyết những cái đó? Họ dùng phía trước chữ confront kìa. Confront nghĩa là sao? Hồi nãy chuyện nói confront là họ sao? Xoa dịu. Họ xoa dịu. Vậy thì họ cần phải làm sao? Họ engage nghĩa là họ cần phải sao hả? Phương Anh theo em nghĩ là họ là sao? Hả? Đúng rồi. Tức là không phải là nhất thiết là họ nghe theo, nhưng mà ý là họ kiểu là họ sẽ tham gia vô để mà tackle những cái vấn đề đó, những cái crisis đó, để mà họ làm nó tốt hơn nè, để họ giúp cho public hiểu được cái nguyên nhân của climate change là gì, chứ đừng có đi phán xét họ nữa. Kiểu vậy á, đó là kiểu là engage đó. Engage thì trong từ điển dịch là gì cô không biết, nhưng mà đại khái theo cô hiểu engage ở đây á, bình thường hay dịch á là khi họ nói là engage với một vấn đề nào đó, có nghĩa là hành động mình tham gia vào trong vấn đề đó, mình cố gắng giải quyết vấn đề đó ở mức tốt hơn, nên đây gọi nó là hành động engage. Còn bình thường dịch engage thì thầy có cái chữ engage mình là đính hôn rồi đó, đúng không? Engage không thì nghĩa là gì ta? Thê giao ước gì, ước hẹn, đính hôn đồ đó. Thì trong cái trường hợp này thì mình sẽ dịch như vậy đó. Rồi ok chưa? Bình thường những cái bài trước của cuốn sách này các bạn làm cái độ khó nó giống như cuốn này hay là nó dễ hơn hay là nó khó hơn? Khó như nhau hả? Xác suất mọi người làm tầm 30 câu đến 40 câu không? Hay là tầm hai mấy? Điều điều á. Như ngày nay là Phương Anh xem mấy câu? 5-6 câu thì đúng vậy.